Ngay từ tờ mờ sáng, tại cánh đồng hoa rộng hàng chục hecta trên đường Lê Thị Riêng, quận 12, không khí lao động rất khẩn trương. Nông dân có mặt từ sớm để tưới nước, rửa sương cho hoa. Nếu có dịp đi ngang qua đây, nhiều người sẽ không khỏi ngỡ ngàng trước bức tranh thiên nhiên được vẽ nên từ cánh đồng bạt ngàn sắc vàng của hoa cúc, vạn thọ, hướng dương hay màu đỏ của màu gà. Càng về chiều, khách hàng cũng như thương lái bắt đầu đổ về mua hoa nhiều hơn, khiến nơi đây trở nên nhộn nhịp. Được biết, giá hoa khoảng 30.000 đồng một chậu, như là cúc vạn thọ, màu gà loại nhỏ. Các chậu lớn hơn như cúc mâm xôi có giá trị cao hơn, khoảng 100.000 đồng một chậu. Đặc biệt, các loại hoa kiểu chậu treo cũng được chăm sóc kỹ lưỡng, chuẩn bị cho dịp Tết Bính Thân đang ngày một tới gần. Theo người trồng hoa, năm nay mặc dù thời tiết thuận lợi, nhưng tiền giống, chậu, phân bón, nhân công tăng từ 5 đến 10% so với năm ngoái. Mặc dù chưa rõ sức mua thị trường hoa Tết năm nay, những người trồng hoa vẫn bước đầu đỡ lo lắng vì đã có thương lái đến đặt hàng mua với số lượng lớn.